Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của anh em Phương Nam nhá. Đây anh Thành các bạn ơi, chúng ta sẽ gặp lại anh Thành. Chào các bạn nào. Anh em mình vừa đi chợ về các bạn ạ. Anh em mình cũng mua được cái mớ cá chạch các bạn. Cá chạch. Sáng hôm nay là trời mưa các bạn, nên là anh em mình không lên núi được, không đi thăm bẫy được thì bây giờ anh Thành sẽ làm cái món cá chạch om hả anh Thành? Cá chạch om nghệ. Om nghệ. Cư xanh. Cư xanh. Đây là cái món đây các bạn này. Anh Thành đang chuẩn đấy. Đây là chuối. Đây là cư xanh. Và chuối. Lá lốt. Lá lốt. Sông sông lá lốt các bạn. Rồi. Đấy. Om với lại nghệ này thì nó rất là ngon. Cá này anh em mình đi mua trên chợ các bạn. Cá chạch ngon các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Cá chạch là anh Thành lại cho muối rồi các bạn, cho muối vào cho nó chết đi, xong mình rửa nhớt. Cá chạch này thì người ta không bao giờ người ta mổ. Nên là mình làm là mình bóp muối cho nó sạch nhớt đi, xong bắt đầu là mình cho vào mình nấu. Đây các bạn ơi, bây giờ là nghệ là anh Thành sẽ giã các bạn, giã nhỏ này. Cá đã làm sạch rồi. Chuối là mình sẽ không tước vỏ các bạn ơi. Để cả vỏ về ăn cho nó có độ dai, cho sật đi các bạn. Chuối và ớt xanh. Ôi, thế nó nhảy nhảy, bung nó vừa được bung rồi. Vẫn sống các bạn. Đây là đây. Anh Thành anh giã nghệ à. Gia vị cho là gì nhỉ? Cái gì gia vị thì gồm có mắm, bột ngọt và hạt tiêu. Và cho một chút mẻ vào cho nó có độ chua chua. Mẻ mắm tôm nhỉ? Mẻ mắm tôm. Cái nghệ này thì mình giã mình lấy cái nước thôi cho nó gọi là cho nó có màu. Chứ mình lấy mình cho nhiều cái bã này vào là ăn nó đắng. Mình cho nhiều quá là đắng luôn. Đắng. Lấy nước, lấy gọi tạo màu luôn. Đây các bạn ơi, anh Thành anh đang thái hành với gia vị của thứ các bạn. Đây là nghệ anh giã rồi các bạn. Đây là mẻ. Mắm muối mì chính các bạn. Đây các bạn. Đây này là mình cho đầy đủ nhanh nhanh xong rồi lúc mình oan thôi nhờ mình oan khoảng tầm khoảng tiếng đấy các bạn. Mình oan khoảng 1 tiếng. Em cho mì chính. Hạt tiêu vào nhỉ? Hạt tiêu, hạt tiêu. Anh Thành anh cha mẻ lắm. Có cho nhiều mẻ anh Thành? Cái món cá này có cho nhiều mẻ không? Cái này cho vừa tầm thôi chứ đừng chua quá thì nó lại mất ngon. Mình cho đấy khoảng 3 muỗng. Đó, anh bạn này anh dậy quá. Vẫn còn sống không ạ? Anh ấy bắt nước nghệ bạn. Nước nghệ chủ yếu là tạo màu các bạn. Vì cái nghệ này ăn nó tốt, nó lành. Đây các bạn ơi, anh Thành anh cha gia vị đầy đủ các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xóc đều đi. Cho nó ngấm, xong mình để tầm khoảng 10 phút nha anh Thành nhỉ. 10 phút. 10 phút để cho nó ngấm gia vị các bạn. Ngấm gia vị xong bắt đầu mình đưa vào. Xong bắt đầu mình đi om, om nhỏ lửa các bạn. Là xong rồi đúng không? Để bỏ gọn kia. Rồi ok các bạn nha. Cái rau thơm này thì mình lúc nào được thì mình cho. Được đi cho, tí nữa mình cho xong. Đây các bạn ơi. Anh em mình đã để tầm mười mấy phút rồi. Giờ anh Thành sẽ om các bạn. Cho om. Đây thằng Đạt. Thằng Đạt chào các bạn chưa? Thằng Đạt chào các bạn chưa? Chào bạn. Thằng quả quan các bạn. Đây là hôm nay tại vì mưa quá các bạn. Hôm nay ngoài Bắc mình hôm nay mưa nên là phải anh em mình không nấu ở bên ngoài được. Hôm nay là anh em mình sẽ đun bếp gà các bạn. Nó nhỏ lửa các bạn. Không là nó cháy mất. Có cho nước nôi được không? Có chứ, ta nữa phải cho tí nước vào chứ. Rồi ok. Cho nước vào cho nó không bị cháy.
Đây các bạn ơi, bắt đầu sôi các bạn. Thì anh Thành bây giờ sẽ cuốn nước các bạn. Cuốn nước là bây giờ mình không đảo nữa các bạn nhá. Bây giờ nó sôi rồi là mình đảo là nó nát hết. Bây giờ anh Thành cho nước là mình cứ thế mình đun, cứ liu riu đun tầm khoảng tiếng cho nó ngon anh Thành nhỉ. Là mình không đảo nữa các bạn ạ. Đảo ra là nó nát hết, bất kể con gì vậy. Nói chung là mình như này là mình đã cho tra đủ rồi, vì mình ngâm ướp như này là nó đã ngấm rồi. Bây giờ là mình xào cho nó chín, gọi cho nó chín chín thì tí xong bắt đầu là mình đổ nước vào, mình cứ thế mình đậy vung mình om. Om bây giờ nó cạn nước thì thôi. Ok đúng không? Ok. Đây các bạn ơi. Anh Thành đang kiểm tra được 20 phút chưa anh Thành? Được rồi. Thơm chưa? Thơm chưa? À các bạn ơi. Các bạn thử hấp dẫn chưa? Ngon chưa? Ngon đấy. Đói rồi đấy các bạn ạ. Cái này... Ô, bạn ơi làm trứng như này. Làm trứng trứng. Thế bạn ơi đấy mình cứ đun ngọn lửa như này thôi. Nổi hơn đấy. Ngon lắm các bạn. Đây 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 đây, lấy nặng này. Đấy à, làm gì đấy? Lắc cho nó đấy, cho nó quẩy dính đúng không? Các bạn thấy chưa? Ôi này. Cơm cơm lắm đi. Đấy. Là một là xong đấy các bạn ạ. Là một lát nữa nó cạn cạn tí nước nữa là anh em mình chiến được rồi. Xong anh Thành bên điện thoại này. Ôi giời ơi, nó ngon. Các bạn thấy thơm không bạn? Anh không cần nước ngàn cả. Rất thơm các bạn ạ. Nó hơi ngược sáng. Ngon ngon. Cái xong là anh em mình mới cho cái ủa ta. Cái rau đấy nhỉ. Rau sử dụng là lốt các bạn. Mà thì ăn muối màu nghệ vàng ươm. Mẹ ăn cơm thôi rồi. Ừ, ừ. Chặt như kiểu tôi có cả nhỉ. Rồi. Ok các bạn ơi. Rất là ngon các bạn. Đây cả nhà mình đây. Mình anh. Anh đây Đạt. Đây cái bác Hạ đây các bạn này. Xin chào các bạn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thế đi, đặt, uống đi. Uống được không? Làm chén thôi. Cái này là cào cào hôm qua anh em mình ăn các bạn. Mời các bạn dùng bữa trưa với anh em mình nha. Bây giờ 11 giờ rồi. Ăn đi con, ăn đi. Anh Thành ra các bạn. À chưa chưa, mấy anh ấy chưa chưa. Đặt, chưa chưa. Thế đặt nhỉ, các cá nhá. Các cá nó đặt nhỉ. Ừ, anh Thành giờ ra các bạn ơi, anh vừa về vừa đi việc. Chào các bạn nhá. Mình có tí việc tí. Ngồi đi, ngồi đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hôm nay rất nhiều fan hâm mộ ạ. Đây cả anh em ơi. À cháu đây. Ăn đi, ăn đi. Mình ăn, mình ăn. À, chị Minh ăn, Minh ăn. Làm miếng thế nào? Để anh Thành review thử cái món cá chạch om. Mời anh em nhá. Làm trứng nhỉ? Ừ. Ngon luôn. Ngon. Mời muốn đi. Rất là ngon. Ăn đi anh. Ăn đi em ơi. Đũa rồi, sao thiếu con cái đũa này. Anh ơi, cầm luôn một cái đũa nhá. Cầm luôn cái đũa nhá. Ăn đi anh đi. Bóc tiêu. Không là bông rồi. À, ừ. Tao hỏi đấy. Ừ? Cứ không nhá. Ăn cái con, ăn đi. Mai lên YouTube đấy. Thịt đâu? Ăn đi. Sẽ thịt đâu nhá. Nhá. Ừ? Mời các bạn miếng cá chạch om nhá. Ngon lắm các bạn. Tuyệt vời rồi. Không đúng. Ăn vui ngon rồi. Ôm, nát thịt mày đấy. Đấy. Ừ. Đấy. Thế mà mình làm tí là cho nó thử. Có cào từ từ hôm qua này vẫn còn à? Còn. Cái kia không phải mài đâu nhỉ. Cái kia là đập gì, xỉ gì, thủ phụ. Thế không cần, cần cái chữ ở trên này thôi. Mời cái viên này. Ăn đi anh, ăn đi. Ăn con, ra quả con đi. Ừ, cái chuyện này mẹ mẹ thì chúng mày chơi được thôi. Đập cũng chỉ hàn đi không siêu. Nó không có gà đâu. Có ăn cá à? Cạch à? Ừ? Ăn qua nhá.
Phải nhắn thôi chắc phải ăn bố rồi. Ờ, không phải mông nhôm à? Không, đúng không? Chứ cá. Mẹ không ăn nhỉ? Thôi, 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 thôi chứ. Này. Ngon được không bạn? Này còn mấy anh nhập vụ nữa nhìn này. Rồi, thôi rồi. Còn cà cái ấy là cái mẻ. Cà đến cuối. Thấy cái hoa đu đủ, lá đu đủ nữa nhỉ? Nó đang đắng rồi nhỉ? Mời các bạn có cào cào nhá. Ở quê mình ra bán khó lắm các bạn ạ. Cái này thì cực kỳ đặc sản luôn. Ngon đấy. Mình cũng thử cho anh qua nha. Ở đây anh em bắt được ít quá. Có cào bắt được ít quá. Ớt chào màu các bạn. Ớt chào màu. Sợ ăn mấy anh em. Ớt anh chạy. Phượng chắc là nó đi lại ăn này đấy, chạy đôi ra ngoài không? Các thì lại cho bà Nhung ơi. Em bà bắt đều mẹ. Cả con đi. Đồ quần là mẹ vợ bà Nguyên. Ân lúc sáng thấy bà rồi mà. Ừ. Thấy được rồi. Chắc cái đoán cũng bị thấy vậy. Đang đoán vợ Nguyên rồi là. Nhưng bố đi uống rượu ai là qua nhà bác là lên rượu hết. Là mời cơm ăn còn nguyên gì. Rượu hết không là ngủ. Làm cho anh chưa mà. Ủa rượu kéo ra. Xót rượu. Này khả năng sao lại. Cây khoai. Cây khoai á. Khả năng gọi cá vào đấy mát đẹp lên lại gọi cá lại. Bụi tài mạt lắm. Còn cá nó dần mai lại nữa. Lại đi sớm. Phải sao lại đi sớm. Bụi tài mạt cho này cho nữa rồi. Ăn thử. Mẹ bảo văn cho câu. Câu nha, bảo câu đi cực một kim với con. Cái gì này? Mà tôi cứ ăn cắm lợn. Ừ chả. Uống nhiều nhiều à. Uống nhiều nhiều. Chiều ra sẽ cáo thì quậy. Cái bơi đẩy. Chưa ra được cái mấy hôm nay nhập còn không này, mong nếu mà gặp nếu con phải bật tay chơi em mấy hôm nay nhảy không nhảy rồi đập không có lực nhiều ba bàn vừa không bàn đủ cảm ra đánh bóng không cảm ra thì đánh không kiểu đau hết cái bụng bụng cái gì đau ngực người nó nhã được mình bị bệnh viện nhỉ. Trứng này to thế to thế luôn. Đây là bất hình tuần người đây có quan hệ ở đầu không nhỉ? Không còn. Đóng lươn ngon nhỉ? Lươn to nhỉ? Vẹn lươn người luôn này. Quay cái này tối lại rủ nhau đi kinh thôi quay. Đi lươn. Quay kích nhéo được. Quay rồi. Vẫn quay cái cắt đi. Dọn. Xuân có lỏa. Xuân có lỏa đẹp, xuân có lỏa. Và làm ngũ đi. Ba nữa. Mời các bạn miếng cá chạch nha. Này ăn với cơm nhỉ. Anh ăn đi Minh Anh. Hôm nay ăn đang lắm hôm nay chợ. Ok các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Anh em mình cũng xin kết thúc video đây các bạn. Hẹn các bạn vào những video lần sau nha các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá.